gần cả năm trời nghĩa vụ, bả ở nhà bả lo cho con cái. Lúc đó là bốn không? Mày được mấy cháu rồi? Nó giai đoạn đó cần thằng thứ tư, bốn đứa rồi. Một mình mẹ là ở nhà nuôi bốn đứa con. Bà kia quản kiến thôi mấy đứa con. Mình là đi riêng của mình một. Đi hát. Nhưng mà đi rất là mực ước, không bao giờ lăng nhăng gì hết. Sao được bố? Đôi khi mà đi xa nhà rồi thấy cô kia cũng được hơn cô này, rồi thấy cô kia sáng hơn cô kia, này kia cũng có một chút chứ. Có không? Có. Để chú Linh hỏi chứ tôi không thèm nói. Hỏi đi. Bởi vì á, ở đây con cũng là nghệ sĩ con biết. Mà thường nghệ sĩ thì cái cảm xúc nó mạnh hơn người thường luôn. Và thậm chí là nó lãng mạn hơn người thường nữa. Thì chắc chắn chuyện nó xảy ra vấn đề là người ta giữ thế nào thôi thì. Nhưng mà được cái là cái gì cái, đi đâu cái gì cái. Nhưng mà vợ con là vẫn là vợ con à. Nở khích bên đi con, còn bị say nắng đi chứ đừng có nói mà ở đó mà không có mình khích bên. Dạ. Ăn thua ổng thôi. Cái gì cái, làm sao nói chú Linh mày nói đúng. Mình thanh niên mà cỡ tuổi đó bước ra ngoài đời làm sao tránh khỏi những cái, thấy không? Nhưng mà cái gì cái căn bản là vợ con ở nhà giữ được cái này đó. Cho nên mới tồn tại cho đến ngày nay. Dạ. Vậy đó. Nhưng mà mình có mấy người con hả bố? Con trai lớn nhất là bao nhiêu? Trai lớn là Bảo Dương, năm nay nó cũng 60 ngoài rồi. 60 ngoài. À. Con Út là... Con Út là năm nay là 40 mấy, 46 rồi. 45, 46 rồi. Út cũng là 46 rồi. Như vậy là 6 người con. 6 người. Mà một mình mẹ là chăm sóc hết. Chăm sóc nuôi hết cho tụi nó từ lớn. Có những lúc nào khó khăn quá mà một mình mẹ phải bươn chải giữa dòng đời như thế mà không có bố Thành bên cạnh không? Có. Cái giai đoạn mà khó khăn nhất là cái giai đoạn 5-6-8. Năm đó là 7, năm Mậu Thân là 7 vất vả nhất. Lúc đó thì làm sao để mẹ vượt qua? Thì có cái gì ăn nấy, con có cái gì ăn nấy. Rồi bố có gửi tiền về rồi? Thì lĩnh đoạn cũng có. Mà chứ trời ơi, đi hát rồi Quyền Linh biết rồi cái thời điểm đó. Hát tiền khó kiếm lắm, không phải đơn giản đâu. Mà cái thời đó đâu phải là điện thoại alo anh đang ở đâu hay là này kia. Cộng sự nhớ nhung, sự yêu thương, sự thiếu thốn, nói chung là tất cả nó tạo thành một cái cảm giác thật sự là nó kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Thôi lỡ tôi nói luôn nha. Dạ. Nói đừng buồn ha. Dạ. Lúc đôi khi nhớ ông dẫn thứ ba này nè, với cái thằng thứ tư với thằng thứ hai ra cái bùng binh mà ngã bảy á. Dạ. Ngồi thấy người ta chở con chở vợ đi ngang chảy nước mắt. Mà không dám khóc ở nhà. Tại vì ở với ông già bà già. Sợ ông già bà già buồn. Dạ. Đứng ngay bục binh đó. Dẫn ra mấy mẹ con ngồi ngoài bục binh chơi. Rồi thấy người ta chạy xe ngang, chở con, chở vợ rồi đi chơi. Rồi mình ước rằng... buồn, chảy nước mắt thôi. Chứ không dám nói. Mà không dám nói gì cho con biết hết. Cho con chạy chơi đó, ngồi đi dòm vậy đó. Sau đó rồi về thấy khổ quá vậy. Bóc đi xuống đoàn luôn. Đi luôn với đoàn, con cái gì đừng đề xuống với đoàn hết. Đi hết đoàn này qua đoàn kia. Dạ. Tôi đi cải lương á, là 40 năm ở sân khấu nha. Mà cái đoàn hát mà đi cũng trên 40 đoàn. Đi trên 40 đoàn. Tức là bố, con thấy này nè. Có bao giờ trên sân khấu bố hướng về vợ con của mình và rơi nước mắt không? Nhớ nhiều buổi chứ không phải một buổi. Lúc nào phải hướng về nhà. Rồi không biết bây giờ vợ mình ở nhà 3-4 đứa con nó sống sao. Nhất là cái năm Mậu Thân. Lúc đó mấy đứa con á có bao giờ nhắc ba không? Có. Nó sao? Hỏi sao không thấy ba về. Còn cái thằng thứ hai thì nói thôi má, má đừng nghe lời người ta, má để tôi đi đánh Việt Nghi với tôi bắn báo tôi tiếp với má nuôi em, má đừng có. Thưa quý vị, với tình trăm năm thật sự là những cái câu chuyện rất là cảm động. Và chắc chắn sau chuyện tình trăm năm, thế hệ trẻ sẽ rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm về cách sống, cách chia sẻ để làm sao có một hạnh phúc trọn vẹn. Và Ngọc Lan cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng chăm sóc sức khỏe Alabio, vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, và tình trăm năm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị một cặp đôi cộng lại 168 năm rồi. Wow. Quá trời dài luôn á chú. Quá trời dài luôn. Đó là gia đình của bố Hữu Thành. Anh chặt à. Quyền Linh à, chào Ngọc Lan. À, kính chào quý khán giả xem đài. Tôi là nghệ sĩ Hữu Thành. Tên thật là Nguyễn Hữu Thành.
sinh ngày 7 tháng 10 năm 1933. Năm nay thì già dữ lắm rồi. Chưa già bố ơi. Con chào cô Bình à. Mà anh chào cô Bình lên. Bỏ đi các bạn nói. Nè, đi ngang. Mà về mà nghe cái mùi gì mà cát là chết cái cô. Con cầu đó. Nhưng mà không có nóng nảy gì trong... Không. Ông nóng, ông lớn tiếng tôi đi rồi. Giải gì ngồi đó cho bị đỏ. Giải gì ngồi đó cho bị đỏ. Mấy cô cà phê hồi xưa lại đó. Cô có anh Hữu Thành trọng không? Tôi nói có. Cô làm ơn cô kêu giùm tôi cái. Tôi đi vô tôi kêu á. Mẹ để tay lên. Ông nói hả? Ông nói tôi đâu có được. Đúng rồi. Chính xác luôn. Để tay lên nào. Sống suốt đời bạn nhé. Bố có thể cho khán giả chương trình được biết là bố bắt đầu quen me là năm mấy, vào ngày mấy, tháng mấy, giờ mấy được không? Cái này coi chừng dám quên. Cái này là đánh đố nè, đánh đố của cô nhớ. Nhớ là nhớ cái năm 16 tuổi bỏ nhà đi theo cải lương rồi à, đi vô cái gánh đầu tiên là gánh Mộng Dân. Cái được thì Minh Đủ giới thiệu qua đoàn Hữu Khí. Đoàn Hữu Khí là của ông già đây. Qua đoàn của me là đoàn gì? Đoàn Thái Bình. Thái Bình. Sao đổi là Hữu Khí. Rồi bố với me gặp nhau là trong hoàn cảnh nào? Chỉ là con bầu. Dạ. Cho nên là mình kép hát mà đâu dám đụng tới con bầu. Đúng rồi. Trời ơi con bầu nạt cái hết hồn á. Ta đuổi luôn á. Ừ dạ. Anh thử ít có khi nào mà dám chọc ghẹo gì lắm. Dạ. Nói gì đâu nghiêm túc lắm, nghiêm chỉnh lắm. Nhưng mà nghiêm chỉnh riết là chỉnh luôn. Chỉnh riết là chỉnh luôn. Rồi sao qua đoàn đó gặp cái người tình trăm năm này đó. Thì bố gặp về xong rồi làm quen sao? Chưa làm quen gì đâu, hát chung mà, hát chung cùng hát gấu mà, cùng làm rau làm kép rồi. Rau kép luôn. Bố nhớ hát tuồng gì không? Hồi xưa là hát Lưu Kim Đính Giải Giá Bỏ Châu. Bố đóng vai tôi hát kia gì bà? Cao Quân Bảo. Cao Quân Bảo. Trời, thấy chưa, quên thấy chưa? Bây giờ mình làm đoạn lại thử coi. Chơi lớp tấm thủ đồng tính nha. Dạ, rồi. Được không? Hay quá. Cao Quân. Kiểu cải lương nè. Dạ. Được không? Tính ra pháp trường sớ trám. Dạ. Dạo. Mày làm gì sang mày dẫn ra chiều dẫn vào hoài. Làm gì nữa? Nói gì nói đại đi Dạo. Dạ dạ thưa nhị ca, em đây là thằng Dạo Kim. Dành tánh họ Trịnh, phở gió chuyên nghề bán muối lậu ăn cướp bạc vua. Nhưng mà khi lớn không xuất thân ra đầu đường, vẫn biết sách có cầu thố tử hồ vi khi loại. Cho nên trước mặt nhị ca mới rót ly rượu này, đó là mừng anh một đứng nhân tài. Ninh Thọ Tử thì bất phục tuần có lũ đường dương. Anh hùng nghĩa anh, Ninh Thọ Tử bất ninh thọ nhục. Chống thì làm tướng, còn thác thì làm thần. Đường sanh tử anh không có cần. Tha là thác mà tiết miếu đều được dễ dàng. Thôi, nhiều đủ. Quá trời hay rồi. Rồi, so với phong độ ngày xưa đó Mai Bình. Dạ. Thì thấy bố được bao nhiêu phần trăm ngày xưa? Bây giờ cũng còn cỡ 70%. Trời ơi, 70 là ngon rồi, quá ngon rồi. Hồi đó ông hát mà ông ở trên nốt rạp mà đuôi dây xuống đó, ông vô giọng cổ là vỗ tay á. Hồi xưa có mấy cái rạp hát có dây kéo á, đu bay lum hết. Bay vòng vòng, bay lúc đó xuống cái cây. Hai người có tình cảm nhau chưa? Chưa. Chưa. À. Hồi xưa nó không phải nói chứ coi kiếm mà chung với nhau còn hát quạo nữa. Ủa sao vậy? Ông chịu. Ai không chịu mẹ? Má không chịu. Bà khó lắm chị bộ. Không phải mình nể mình con bầu mà mình khó à. Má là rất là tánh là tánh đừng ông. Nhưng mà nói có tiếng không phải là không chịu. Cái gì á thì còn cha còn mẹ mình tới cha mẹ nói chuyện. Chứ không phải là cừng nắm tay nắm chân nữa này kia nữa. Người ta đánh giá mình à. À, vô dai nó khác à. Nhưng mà xả dai là nó khác. Đúng rồi, đi ra bốn cái tấm cánh gà đó thì diễn phải cho ra vẻ.
Dạ. Còn vô rồi là của ai phải là nấy chứ không được quyền mà tổng thống. Đúng rồi. Rồi sao bố cưa được cái này hả? Đâu dám cưa đâu. Có một cái cuộc nói giỡn, nó đùa thôi. À. Hồi đó nãy ra hát rồi sáng đi kiều kiều đánh cầu lông á, đánh cầu lông. Ờ đánh chơi. Rồi cái bữa đó đánh cái đoàn Mai Thanh Thanh Lịch nó hát ở Cần Thơ, nó kêu mình xuống để nói chuyện cái hiệp đồng nó đó. Đang đánh người ta nó kêu đi. Bỏ đi các bạn nói. Nè, đi ngang. Mày về mà nghe cái mùi gì mà khác là chết với tôi. Con cầu đó. Ủa là lúc đó chưa quen mà vậy đó hả? Ừ, hồi đó hồi không quen thôi, nhưng anh mà nói anh em vậy đó. Hồi nào gì không có tới anh tình ý anh gì đâu. Anh em ở trong đoàn đó, cái câu chơi đó với nhau á. À, cái kia đó là có người quan tâm rồi. Chú biết sao? À. Đây là tiếp người phụ nữ cá tính. Những cái người phụ nữ cá tính á, tính đàn ông á là họ sẽ có những cái lời nói giống như là một cái tín hiệu để mà bật đèn xanh vậy. Nói chơi, chứ còn không có cái ý gì. Rồi nói chơi thôi hả? Dạ, cứ nghĩ nói chơi, nó nè, đi ha. Đi rồi về mà có cái mùi nào khác là chết với tù cho mình coi. Bả thì bả nói chơi, nhưng mà bắt đầu chơi vô đó mình mới để ý. Ổng để ý. Nè chút, làm xong nhớ ăn tô phở nha, không ăn biết tôi nha. Nửa chơi nửa thiệt, cái này hay này nha. Chơi nó thành ra. Rồi sao rồi sao? Bắt đầu đi theo. Bắt đầu đó, từ đó cái này. Con bầu mà hát ban đêm mà hát thôi. Ban ngày bả lo bả làm giấy để bán, làm cái kê để bán. Dạ. Ngồi đóng dấu. Em mò mò lại làm bộ đóng dấu chứ. Đóng dấu riết cái đóng dấu luôn. Thôi, nha đừng nói vậy nha. Đi tới nói chuyện đàng hoàng với ông già bây giờ tôi đừng nói vậy nha. Đóng dấu đâu có đóng dấu được liền đúng không? Tắm cái tay còn không dám nắm mở là đóng dấu. Tắm cái tay còn không dám nắm mở là đóng dấu. Ở ngoài sân khấu nắm được. Cái kiến này nè, nói chú Linh nghe cái kiến này nè. Dạ. Mà tôi làm tuồng nè, mà ổng là ổng đứng sau lưng tôi cũng làm tuồng, cầm cái kiến nhỏ tôi nó đi chưa? Có ngó dòng kiến nó đặt chết rồi. Vậy luôn hả? Có lắm cho. Tại vì ông già với bà già đó cũng có cũng phần cũng theo xưa. À. Khi nào vợ chồng mới được coi chung một kiến, còn không có thì không được quyền coi trời chung. Ơi. Mẹ, nhưng mà lúc đó là mình đã có tình cảm với lại bố chưa? Chưa, cũng bạn thôi, không bạn để. Thôi, chứ là nha, đã là chưa chồng, nha. Vợ hay bồ bịch mới được coi chung cái kiến nha. Còn mình đặt kiến của chú đó, coi hoài nha chú. Mà đang nha. Tính nói là con sẽ dẹp hết kiến của con sợ chú coi ké kiến con. Bà nghiêm chỉnh lắm. Ba của cô có nói câu này cô nhớ hoài. Dạ. Minh nghệ sĩ đừng để người ngoài đánh giá mình là người sướng ca vô loại. Hay quá. Ông già ông dặn vậy đó. Khi bước ra khỏi bốn tấm màn nhung, Minh là người nghệ sĩ phải ra cái vai đó. Còn khi bước vô rồi, con là một người con là một người của gia đình. Hay quá. Rồi lúc nào cái nắm tay đầu tiên? Chưa luôn. Chưa, không dám đâu nha. Tới còn mượn ông thầy đứng ra bên đây. Khi mà bên đây người lớn qua đứng nói chuyện với ông, hai người lớn nói chuyện nhau đồng ý rồi bắt đầu mới có cái cuộc nói chuyện cầu cao, làm lễ đám cưới đàng hoàng hết rồi. Khi mà trong đồn hát làm đám cưới đàng hoàng gì qua hỏi á, thì lúc đó Mẹ Bình có đồng ý không? Có, ba có kêu ra hỏi chứ. Ba kêu hỏi mày chịu không. Giờ nó ba gã đâu tôi ngồi đó. Lúc là theo truyền thống của ông bà mình. Ông bà đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà là mình có thương miếng nào chưa? Chưa. Đó. Rồi á thì nó bắt đầu là làm đám cưới. Tức là không có tình cảm nhau luôn. Không. Rồi sao mà bắt đầu Mẹ Bình có tình cảm với bố Thành? Ở cái chuyện này không đúng biết nữa. Tôi nói cho nghe, tôi không có tình cảm tới như vậy nè. Đám cưới xong rồi nha. Dạ. Tôi ngồi trước cửa rạp tôi chơi mấy cô cà phê hồi xưa rồi đó. Cô có anh Hữu Thành trọng không? Tôi nói có. Cô làm ơn cô kêu giùm tôi cái. Tôi đi vô tôi kêu ra đặng đi với người ta đi uống cà phê. Không có ghen hả? Không có ghen. Trời ơi tôi nói thiệt chú Linh, tôi không biết ghen. Nói tới cái nghĩa vợ chồng nói ra. Đến hôm nay là 80 mấy tuổi rồi. Thì cái nghĩa vợ chồng của chúng tôi từ ngày mà quen nhau rồi biết nhau chỉ mới sống chung như một đoàn hát, nhưng mà hoàn toàn không có cái gì là lộn xộn với nhau hết. Rồi đến ngày làm đám cưới được rồi xong rồi đó thì từ đó mới là dài hẳn hoài là vợ chồng đó. Bố với mẹ là đào hát với lời kép hát là dạ, diễn chung với nhau mỗi ngày. Đã có những cái nụ hôn với lại những cái nắm tay với nhau mỗi ngày ở trên sân khấu, nhưng đó chỉ là vai diễn thôi. Đó, vậy thì cái nắm tay đầu tiên chính thức là vợ chồng với nhau thì cái cảm giác đó nó có khác với lại ở trên sân khấu không? Tôi không biết ông có khác không chứ tôi khác. Sao mẹ? Tôi ổng vô ngủ chung rồi đó là tôi xây mặt vô dừa cũng dắt rồi. Xây mặt vô dắt vậy đó hả?
tôi không nói chuyện ông một bữa một ngày á, đầu là chỉ có một cái là ăn cơm á, kêu lại kêu ăn cơm, tại vì tôi đã nói cái tánh tôi như con trai đừng ông vậy. Dạ. Bục trực, không có suy nghĩ cái vấn đề mà nam nữ, không có nghĩ đó. Vậy còn bố nắm tay thích không? Cái nắm tay đầu tiên á, cảm giác nó sao? Ở tuổi đó thì Quyền Linh biết rồi, nắm tới tay là nữ, nắm tới tay là rung tay rồi, như vậy rung tay là đúng, vẫn rung. Tức là cái cảm xúc đó là cảm xúc nguyên vẹn, chứ nó không phải, nó không có bị lẫn lộn giữa cái vai diễn với lại cái đời thường. Nhưng mà bố còn nhớ cái nụ hôn đầu tiên mà bố hôn được mẹ không? Hôn lén hả, phải không? Hôn lén à. Đầu tiên phải hôn lén hai ba lần hôn lén rồi đâu. Ừ. Cái đó cưới chưa? Chưa đó, chưa cưới, gần cưới rồi nó hỏi bên hai bên có đã nói rồi, rồi đúng là không? Hôn lén, có hôn lén một cái. Hôn lén sao? Hôn lén là luôn người ta phản ứng sao bố? Đủ ý nè. Đẩy ra liền. Ừ, đúng rồi, đánh nha. Đánh luôn. Có chừng bị đòn giờ. Có cần lớn hơn chú bộ. Sao đám cưới có đánh đòn không? Không có. Mà tới bây giờ cũng không có quấn lộn nữa. Vợ chồng ở hôm nay ra ngày năm đó cho tới ngày hôm nay chưa có bao giờ một nặng lời với nhau một tiếng, chưa có một giận cãi đã nào hết, và chưa bao giờ kêu mày tao. Tới giờ này có nhiều khi anh em bây giờ là qua đây bà ông rồi, chứ còn trước đây năm trước hai năm trước là còn là anh em ngọt xớt luôn, không có bao giờ có cái cãi giả nhau. Nhưng mà không có nóng nảy gì trong không. Ông nóng, ông lớn tiếng tôi đi rồi. Giải gì ngồi đó cho bị đỏ. Giải gì ngồi đó cho bị đỏ. Thấy mắt và quá lên nha là bỏ đi mất rồi. Vậy thôi. Tức là không để xảy ra mâu thuẫn đúng không? Ở đây không bao giờ có. Bố với mẹ có một cái giai đoạn nào mà mình phải sống xa nhau hay không? Có. Cái giai đoạn mà bà không về nhà, không đi hát nữa. Về nhà ở với ông già bà, ở nhà. Rồi mình đi hát một mình, cách xa cũng gần cả năm trời với bố. Bả ở nhà, bả lo cho con cái. Lúc đó là bố mày được mấy cháu rồi? Nó giai đoạn đó là thằng thứ tư, bốn đứa rồi. Một mình mẹ là ở nhà nuôi bốn đứa con. Bà chưa quản kiến thôi mấy đứa con. Mình là đi riêng của mình một. Đi hát. Nhưng mà đi rất là mực ướt, không bao giờ lăng nhăng gì hết. Sao được bố? Đôi khi mà đi xa nhà rồi thấy cô kia cũng được hơn cô này, thấy cô kia sáng hơn cô kia, này kia cũng có một chút chứ. Có không? Có. Để chú Linh hỏi chứ tôi không thèm nói. Hỏi đi. Bởi vì á, ở đây con cũng là nghệ sĩ con biết. Mà thường nghệ sĩ thì cái cảm xúc nó mạnh hơn người thường luôn. Và thậm chí là nó lãng mạn hơn người thường nữa. Thì chắc chắn chuyện nó xảy ra vấn đề là người ta giữ thế nào thôi thì. Nhưng mà làm được sao để... cái là dạ. Cái gì cái, đi đâu cái gì cái. Nhưng mà vợ con là vẫn là vợ con. Nở khích bên đi còn dạ. Còn bị say nắng đi chứ đừng có nói mà ở đó mà dạ. Không có mình khích bên. Dạ. Ăn thua ổng thôi. Cái làm sao nói chú Linh mày nói đúng. Mà thanh niên mà dạ. Ở tuổi đó bước ra ngoài đời làm sao tránh khỏi những cái thấy không? Dạ. Nhưng mà cái căn bản là vợ con ở nhà giữ được cái này. Đó. Cho nên mới tồn tại cho đến ngày nay. Dạ. Vậy đó. Nhưng mà mình có mấy người con hả bố? Con trai lớn nhất là bao nhiêu? Trai lớn là Bảo Dương, năm nay nó cũng 60 ngoài rồi. 60 ngoài. À. Con trai con Út là năm nay là 40 mấy, 46. Đúng rồi, 45, 46. Út cũng là 46 rồi. Như vậy là 6 người con. Người. Mà một mình mẹ là chăm sóc hết. Chăm sóc nuôi hết cho tụi nó từ lớn tới nhỏ. Có những lúc nào khó khăn quá mà một mình mẹ phải bươn chải giữa dòng đời như thế mà không có bố Thành bên cạnh không? Có. Cái giai đoạn mà khó khăn nhất là cái giai đoạn 5-6-8. Năm đó là 7 năm Mậu Thân là 7 vất vả nhất đó. Lúc đó thì làm sao để mẹ vượt qua? Thì có cái gì ăn nấy, con có cái gì ăn nấy. Rồi bố có gửi tiền về rồi? Thì lĩnh thoảng cũng có. Mà chứ trời ơi đi hát là Quyền Linh biết rồi cái thời điểm đó. Hát tiền khó kiếm lắm, không phải đơn giản đâu. Mà cái thời đó đâu phải là điện thoại alo anh đang ở đâu hay là này kia. Cộng sự nhớ nhung, sự yêu thương, sự thiếu thốn, nói chung là tất cả nó tạo thành một cái cảm giác thật sự là nó kinh khủng lắm. Kinh khủng lắm. Thôi lỡ tôi nói luôn nha. Dạ. Nói đừng buồn nha. Dạ. Đôi khi nhớ ông dẫn thứ ba này nè với cái thằng thứ tư với thằng thứ hai ra cái bùng binh mà ngã bảy á. Dạ. Ngồi thấy người ta chở con chở vợ đi ngang chảy nước mắt. Mà không dám khóc ở nhà. Tại vì ở với ông già bà già. Sao ông già bà già buồn? Dạ.
đứng ngay một bên đó. Dẫn ra mấy mẹ con ngồi ngoài một bên chơi, rồi thấy người ta chạy xe ngang, chở con, chở vợ rồi đi chơi. Rồi mình ước rằng... buông, chảy nước mắt thôi, chứ không dám nói. Mà không dám nói gì cho con biết á, cho con chạy chơi đó, ngồi đây dòm vậy đó. Sau đó rồi về thấy khổ quá vậy, bóc đi xuống đoàn luôn. Đi luôn với đoàn, con cái gì dùng đề xuống với đoàn hết. Đi vậy đó, đoàn này qua đoàn kia. Dạ. Tôi đi cải lương á, là 40 năm ở sân khấu nha, mà cái đoàn hát mà đi cũng trên 40 đoàn, đi trên 40 đoàn. Tức là bố, con thấy thế này nè, có bao giờ trên sân khấu bố hướng về vợ con của mình và rơi nước mắt không? Nhớ nhiều buổi, không phải một buổi, lúc nào phải hướng về nhà. Rồi không biết bây giờ vợ mình ở nhà, 3-4 đứa con nó sống sao, nhất là cái năm Mậu Thân. Lúc đó mấy đứa con á, có bao giờ nhắc ba không? Có. Nó hỏi sao không thấy ba về. Còn cái thằng thứ hai thì nói thôi má đừng nghe lời người ta, má để tôi đi đánh Việt Nghi với tôi bắn báo tôi tiếp với má nuôi em, nó đừng có nghe lời người ta đi làm này làm kia lấy người khác. Rồi mỗi lần con nhắc tới bố tới ba là rơi nước mắt, là ngồi khóc mà không dám cho ông già bà già biết. Rất là nhiều áp lực ở một người phụ nữ ha, chú thấy không? Áp lực. Vừa áp lực đấng sinh thành của mình lo cho cuộc sống của mình, cho nên là cũng không có dám thổ lộ với bố mẹ. Rồi với các con thì lại càng phải gồng gánh nhiều hơn nữa, càng phải gồng mình nhiều hơn nữa để làm một cái chỗ dựa để cho các con không có cảm thấy là bị hụt hẫng, bị chơi vơi. Đúng rồi. Nên là một cái sự hy sinh phải nói là quá là tuyệt vời. Như vậy là hai ông bà cũng đã kết hôn 60 mấy năm rồi. Ừ, 60 mấy năm. 60 mấy năm. Chắc là biết cái tật xấu của nhau hết rồi, hiểu nhau hết rồi đúng không? Dạ. Biết nó tha thứ cho nhau chứ không biết người ta tha thứ nhau. Mẹ có thể cho biết một vài cái tật xấu của bố Thành không? Bố Thành có tật xấu một cái là ưa đánh bi da. Đánh bi da mà có người gặp Xuân Quang rồi mà đánh cái là cũng sáng đêm. Tới giờ hát đi về hát hết, luôn. Giờ hát đi. Như ăn cơm không ăn, như ăn cơm còn giận nữa. Cơm à dạ. Thì cũng giống như con xưa cũng bi da thôi. Đó, nhưng mà mình chứ không có mày đâu bi da còn hơn là mê cái khác. Ơi. Nó ra trong da. Còn ngược lại thì bố Thành nghĩ rằng Mai Bình có nhiều tật xấu không? Không. Không. Bà đi hoàn toàn không lấy cái cháu của bà này cái gì. Bởi vì đàn bà thường thường á ghen chồng ẩu tả rồi làm xấu xấu chồng rồi này nọ, cái này bà không có cái đó. Còn con cái thì quá lo cho tròn vẹn, cái đó là cái quý nhất, cái đó là cái trân trọng nhất. Còn chăm sóc bố như thế nào? Hả? Chăm sóc tôi thì bình thường thôi, chăm sóc tôi thì bình thường thôi. Sáng trưa chiều tối nâng khăn, tôi gọi là nâng khăn sửa túi đó là như thế nào? Sáng cà phê, chăm cà phê. À. Đặc biệt con cái là biết cái bánh ăn cái gì, đi chợ mua cái đó về, hiện tại tới bây giờ cũng vậy. À. Thấy thích cái gì là đi chợ bằng mọi giá phải mua cái đó về làm cho mình. Làm mà ăn á thì mới vui. Cái tật vậy đó, làm mà không ăn là giận á. Vậy đó. Vô Thành thương nhất ở mẹ Bình điều gì? Yêu nhất cái điều gì ở mẹ Bình? Yêu nhất là người đàn bà mẫu mực, trung thành với chồng con. Mà cho tới giờ này cũng vậy. Có nhiều khi em làm gì đó, bà cũng vậy, kêu tôi bằng anh nữa. Có nhiều người ta ghen á. Anh nói sợ rồi, nhất là hai ông bà già này mày mà kêu anh mà em cái người ta cười người ta nói cái già vậy mà còn kêu anh kêu không em gì tình cảm chứ. Còn mẹ Bình yêu nhất ở bố Thành là điều gì? Yêu nhất cái điều gì hả? Dạ. Yêu nhất cái điều ảnh có hiếu với gia đình và cha mẹ, có bao nhiêu đó thôi. Chứ đàn ông thì đủ lạnh xấu mà nói, nếu mà không xấu nhiều thì cũng phải xấu ít. Dạ. Thôi bây giờ mình mời bố với mẹ coi một cái đoạn clip dành tặng cho bố mẹ. Mình sẽ xem clip ở đây. Ai tặng? Dạ bí mật. Bí mật. Dạ. Điều mà con buồn nhất là những ngày vui sinh nhật của cha mẹ con cũng không có mặt nhà. Vì cuộc đời là nghệ thuật, vậy để may đó và cống hiến nghệ thuật nên con không ở gần cha mẹ. Và những kỷ niệm mà con nhớ nhất trong đời con là ngày con rời vòng tay cha mẹ năm con 18 tuổi, không thể nào cầm được giọt nước mắt vì lần đầu tiên con rời xa cha mẹ. Cha mẹ một lần nghệ sĩ tôi cũng hiểu rồi, đời nghệ sĩ ngày đây ngày đó
cuộc sống bấp bênh thì con cũng còn đang hoạt động, vì vậy không ở gần cha mẹ. Mặc dù cha mẹ đã gần 100 tuổi già, 2 tuổi già kề cận bên nhau mà không có con bên mình. Con chỉ có lời cầu nguyện cho cha mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe, để con còn có dịp đáp đền công ơn của cha mẹ. Cha mẹ có hiểu được cái lòng con không? Niềm vui của lão bây giờ là hiện tại về quê rồi thì sáng ngồi uống nước trà. Còn bà, sở thích của bà đọc báo. Bà đặc biệt con cái cỡ tuổi này, tuổi ngoài 80 rồi đó, mà coi báo không cần mang kiếm, cái đó là cái đặc biệt nhất. Ông bà ngoại hay gọi em là Luca, hay gọi là Lu ấy. Thường thì ví dụ có đi qua nhà ai hay là đi về Bình Dương hay là đi đâu thì hai ông bà, ông ngoại thì hay chở bà ngoại em đi. Tầm tuổi này mà vẫn còn anh em ngọt xớt à. Lâu lâu em hay qua ông bà ngoại thăm thì nghe điện thoại là giờ anh đang ở đâu, anh về chưa. Bà ngoại em làm cái gì mà mỗi lần em qua mà muốn nấu cái gì là đều nghĩ tới ông ngoại hết. Nấu cái này cho ông mày ăn, rồi ông khỏe này nọ, rồi cái gì cũng là ông ngoại suy nghĩ tới ông ngoại đầu tiên hết á. Ở dưới Bình Dương thì nó không có xô bồ như trên Sài Gòn. Bây giờ á, ê ơi, về đây rồi á, đi chợ cũng như bên Mỹ rồi mày. Đi chợ, đi như ngày ăn mừng tuần lễ á. Em thì em chỉ muốn nhắn là sức khỏe ông bà luôn khỏe mạnh. Với lại em chỉ muốn là sức khỏe là chính. Vì có sức khỏe thì bà ngoại mới sống cùng con cháu lâu dài được. Lúc nào cũng phải hồng hào và vui vẻ trong cuộc sống là chính thôi. Tám mươi mấy tuổi, 168 năm cộng tuổi của hai ông bà lại. Nhưng nhìn hình ảnh vừa rồi, Linh cứ nghĩ là mới vừa qua thôi. Ông bà chăm sóc như là những cái cặp đôi tình nhân, họ hạnh phúc bên nhau vậy đó. Ông già mà về rảnh ở, ông già bà già về rảnh ở thì đây về tới rảnh gần 40 cây số luôn mà. Đi xe đò về. Đi xe có hai bánh chứ. Đi hai bánh hả? Hả? À? Ai chở ai? Tôi chở bà đi về hoài vậy. Bố đi quay là bố cũng vẫn đi xe máy rất là khỏe mạnh. Thế con đã chứng kiến rồi. Nghĩa là bố chở mẹ Bình đi xe máy từ đây về Bình Dương. Về Bình Dương rồi chở trở về đây đi lên đi xuống Hà Rồng. Trời. Rồi ổng đi quay phim có nhiều khi ổng chở tôi đi theo nữa. Ôm cứ ngắt không? Ôm đúng không? Trời ơi không ôm té sao trời ơi. Tôi dịnh thế này à, bởi nhiều khi ổng nói sao không ôm mà rủi bà mệt bà buông tay rồi tôi làm sao tôi hay. Xong ôm đi. Hả? Mắc cỡ ngại ngùng gì nữa. Không phải mắc cỡ nhưng mà thấy kỳ. Hôm nay thì Vũ Thành có viết một lá thư để gửi cho mẹ Bình. Viết một lá thư. Cái phản ứng kỳ quá. Đó giờ có viết thư lần nào chưa? Chưa. Chưa có viết lá thư nào đúng không? Không. Hôm nay để xem coi Vũ Thành viết gì nha. Lá thư gửi về người phụ nữ ngày xưa ấy. Tôi biết Bình là người không lãng mạn, chưa bao giờ làm điều gì bất ngờ cho bà. Tôi viết thư này muốn gửi về quá khứ thời tôi còn là một chàng trai mới vào nghề. Gặp bà, tôi hồi hộp lắm. Tôi không dám nghĩ sẽ cưới được bà và bà sinh cho tôi một đàn con như bây giờ. Tôi muốn nói nhiều lời ngọt ngào nhưng không tài nào tôi nói được vì bà luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn tôi. Lại còn không bao giờ ghen, nhưng tôi cũng không làm gì để bà phải ghen nhỉ, đúng không bà? Có một lời mà tôi chưa bao giờ nói với bà cho đến tận bây giờ, đó là tôi rất yêu bà. Quỷ à. Cô gái cá tính mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết đến, tôi yêu cô gái ấy lắm đó. Hết. Trời ơi viết nào rồi. Đó giờ bố có tặng mẹ món quà nào chưa? Đặc biệt là vợ chồng tôi đó là gắn bó với nhau thương yêu như thế nha. Nhưng mà chưa có bao giờ gọi là ngày phụ nữ ngày gì đó mà tặng quà cho nhau. Không bao giờ có cái đó. Sinh nhật gắn bó luôn, không có tổ chức sinh nhật luôn. Tới cỡ tuổi này chưa có cái đó.
con nó đòi kìa, mấy đứa nó cứ đòi làm sinh nhật cho ba, làm thọ cho ba. Không, từ ngày đó đến tới giờ này không biết là sinh nhật là cái. Cái đó chính là cái tinh thần nó vô cùng to lớn. Trong ngày sinh nhật nào đó, một món quà, một bó hoa, nó chỉ cần cái sự chăm sóc thôi, nó quý hơn vàng, hơn bạc luôn á bố. Không, còn biết là bố mẹ ngày xưa như thế nào thôi. Không, không có. Không, tôi không tặng cái gì mà không cho gì á. Bây giờ mình hỏi thẳng mẹ nè. À, đúng rồi. Mình hỏi mẹ nè. À. Bây giờ thì sau 61 năm ở bên cạnh nhau rồi thì mẹ có mong muốn cái điều gì ở bố hay không? Có mong bố một làm một cái điều gì đó lãng mạn với mình hay không mẹ? Không. Tại vì mẹ quen rồi, quen sống cái tánh mà cứng rắn quen rồi. Nhưng mà nếu như quay trở lại của thời ngày xưa mình còn con gái á thì mẹ có mong muốn cái điều đó hay không? Mẹ nếu mà trở lại á thì mẹ chỉ muốn một ước muốn là ổng thương con và thương vợ. Muốn nhiều đó thôi. Vẫn là thương con thương vợ thôi. Rồi nếu như những tình yêu nào chúng ta càng sống lãng mạn, chúng ta càng yêu thương nhau, chúng ta càng vui vẻ, hạnh phúc thì nó sẽ sống rất là lâu. Đúng. Và con tin chắc rằng mối tình trăm tuổi này sẽ bền vững mãi mãi luôn. À, hôm nay thì bố Thành muốn nhắn gửi về thế hệ trẻ những cái điều gì không ạ? Có cái điều này, như cái tuổi của tuổi lão đây, từ năm mấy chục năm, sáu cái mươi mấy năm mà ở với nhau gắn bó tới giờ này chưa bao giờ nói một cái tiếng gì rồi gọi là mày tao hay là ly dị ly hôn, chưa bao giờ có cái đâu. Ấy với lão muốn làm sao các thế hệ các bạn trẻ phải nhìn vào cái mối tình của lão đây, đã là kết với nhau là vợ là chồng không thì phải gắn với nhau cho đến ngày răng long đầu bạc. Đó dạ. Là điều tốt nhất mà tổ tiên và ông bà ta truyền lại. Mình nói cái đó. Còn mẹ, nếu muốn giữ người chồng của mình thì ông bà mình nói cơm sôi thì phải bớt lửa, chồng nói thì vợ phải nhịn, thì chuyện gì nó cũng êm. Chứ đừng nói anh nói tôi, anh nói một tôi nói hai, thì làm sao mà nó lại không có chuyện. Dạ. Gây hay không là do mình. Đừng ông có nóng, nó nóng có chút à. Còn mình nóng á, mình nóng tới cả năm à. Chứ có đương nói thiệt. Dạ. Mình nói hoài, mình nhắc, mình tức quá, mình ngồi, mình nói hoài ha. Biết đừng ông ta bực. Bực thì nó phải có chuyện thôi. Dạ. Còn mình nói cái gì qua rồi, giờ cái đó vậy đó. Qua rồi đó, rồi thôi bỏ nha, anh nhớ anh bỏ nha. Cái đó tôi không vừa ý đó, bỏ. Đừng làm nữa, nó gia đình nó xào xáo, không tốt. Dạ. Mà nhất là con mình nó lớn, nó thấy cái đó nó cười á. Cha mẹ gì mà cái lộn tối ngày, nó không yên, mà không yên cái đầu óc của nó để nó học. Thành ra cô chỉ có bao nhiêu đó thôi, để mà giữ người đàn ông lại là do mình. Dạ. Rồi, con cảm ơn bố Thành rất là nhiều. Chúc bố nhiều sức khỏe, chúc mẹ nhiều sức khỏe ha. Mãi mãi bên con cháu, và đặc biệt những cái nụ cười, những cái niềm vui này nó sẽ bền vững mãi mãi luôn. Ừ, cảm ơn hai em chị trẻ, Nguyễn Linh. Trẻ. Cảm ơn Quyền Linh với Ngọc Lan nghe. Dạ. Cảm ơn quý dạ. khán giả dạ. đã lắng nghe những câu chuyện vừa rồi. Dạ. Thay mặt cho chương trình thì con có một phần quà dành tặng cho bố với mẹ. Đó là sản phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Xin cảm ơn. Dạ. Chúc cho hai em nay chị trẻ, dạ. trẻ mãi không già. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Ông bà ngày xưa không có gì hết, chỉ có tình yêu thương, có sự trân trọng, có sự nhẫn nhịn lẫn nhau mà họ sống đến cả trăm năm như thế. Tình yêu họ vẫn tròn vẹn, hãy học hỏi điều đó. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.